Trung Nguyên là gần mà. Bắc Đồn, Trung Nguyên, Trung Đà, có mặt tại đây. Không là chậm lắm. Khổ. Dạ, sau cơn mưa. Mưa. Như về đây. Dạ, em mới xin chào tất cả mọi người. Về chiều nay tiếp tục mưa lớn. Mưa từ lúc 2 giờ. 2 giờ đến 3 giờ chiều. Và rưỡi chiều đó. Bây giờ thì chúng con lẩm tẩm 3 giờ. Mưa. Ở chiều nào vậy trong thời gian qua, trong mấy ngày qua. Bầu trời thì không được bình yên vì mấy ngày nay sấm sét ghê là mọi người. Tối hôm qua sấm sét rất là lớn luôn, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Những cái tầng sét rất là lớn, cũng như trưa nay mưa hào hào luôn, mưa như bão. Chúng một đầu vô mùa rồi đấy, mùa thần thoảng và những cơn mưa, những cổ mưa, những cơn gió. Mẹ thiên nhiên mà, đến lúc mẹ thiên nhiên định kỳ thì chú kỳ thì hoạt động. Sạt mạnh rất là lớn, điều tại khu vực của gần em ở, em nghe 3-4 lần âm mầm mà đặt gần nữa chứ. Việc có chuyện chỉ xảy ra, bà con hy vọng nhà cửa cũng như các cái hệ thống đường dây điện đồ ảnh hưởng đến đời sống bà con. Cái nguy hiểm quá, nghe sầm sẹt. May là buổi tối lúc đó không 7-8 giờ. Chứ nếu như mà buổi chiều vào đâu nhiều người đi làm, con đi làm lùng đó mọi người. Nghe cành đỏ từng giống cũng sợ lắm. Đó, bắt đầu áo mưa bay bạc khắp nơi. Mùa chi bạc mấy lầm thì có áo lầm, mưa có áo mưa. Đây đoạn đường chúng ta đi đây là 3 triệu. Lòng vòng đưa bà con đi thăm quê cùng em. Từ ngày qua em cũng về các cái làng quê ghi hình. Tại bà con bây giờ thôn quê đổi mới rất là nhiều, nhà ở khang trang. Và nhìn lại thành phố cũng vậy, và thay đổi liên tục. Đời sống bà con bây giờ khác xưa nhiều. Em đang qua cầu Vị Già, họ nơi có công trình đang làm cầu đường đi bộ đó. Anh đập đá nhìn về đập đá. Sau cơn mưa trời tầm sáng thì bầu trời cũng lên lõi ánh hoàng hôn. Nghe nói đâu 70-80% là ruộng lúa bà con đã được thu hoạch kịp thời trong những cái ngày đầu tháng 9. Vì trong dự báo đầu tháng 9 ta đi qua ngày 5 ta đi mưa lớn sẽ dồn dập ở Huế đó. Bây giờ nghe nói
thống kê thì có nhiều huyện đã xong 100% rồi. Thôi tôi bà con làm nóng không kịp, cái là mưa xuống là gió cái nữa là dập nhiều nó hư lúa cả mất mùa. Em đi vòng xuống đây là cái đường kiệt của đường Hàng Mạc Tự mọi người đó, ra thông ra Hàng Mạc Tự đi ra hướng Đập Đá đấy, và tuyến đường ven sông như ý đi về cầu bị già đó. Mưa lớn lắm luôn, cả cái vùng nước đông lại là mọi người thấy. Em đi từ trên em về đây cho mất 6-7 cái 7 đến 8 km mà trên em cũng mưa rất là lớn. Thì đó là mưa diện rộng đó, toàn thành phố. Đi chiều hôm qua thì mưa nhẹ, mưa ít thôi. Và tối là thì giống sấm sét, còn nơi mưa rất là lớn. Nhiều bạn này chia sẻ là như bão mà bên dưới bờ sông là máy móc công trình người ta đang làm xây kè, làm bờ kè bên này, dọc theo sông Nhị đó. Thì cỗ máy xà lan đưa các dùng về để động các cái bờ kè bên kia. Đổ bê tông nữa đó, những nơi đổ bê tông thành đường rồi. Lò riêng con đường mới đó đó. Đường đi bộ em xong. Mưa xong này mà con ngồi câu cá. Đường Hàng Mạc Tự bây giờ có thể nhận đập đá rõ ràng hơn sau cơn mưa. Đây còn nhà hàng nhà đồ rộng rãi mọi người. Sao anh không về chơi thông vị nữa. Okay. Câu nói được gặn với bờ sông. Nếu như đi bên kia Đập Đá có thể nhìn thấy hàng chữ rất là lớn. Tàu ghế sư chú ý việc đến nhà hàng quán của mình đó. Chùa Thọ Lâu. Nhận Đập Đá tí đó, sau cơn mưa bầu trời yên ả trở lại, nhìn trời rất là giống như những ngày mà ba mưa bão á. Dạ bầu trời thì sẩm xịt mà nó có cái gì đó khó tả. Sau cơn mưa nó tĩnh lặng á mọi người, nhưng mà dòng xe cũng có tiếng xe ồn ào trên đường thì chúng ta có thể thấy cái sự tĩnh lặng như là mưa bão. Xe cổ qua Đập Đá, dòng sông vẫn yên ạ. Bên quán hàng cơm hến đặc sản xứ Huế. Sau cơn mưa em đưa bà con đi thăm Huế và những cái điểm này để bà con thích xem, thích ngắm lắm đấy. Lặp đi lặp lại và những hình ảnh thân quen. Nhưng mà em thấy những hình ảnh này thì đáng tải cho bà con anh nhỉ.
rất thích ngắm Huế, ngày mưa như ngày nắng. Đó, có chuyện chỉ cần là đưa bà con ngắm lại Huế. Những cảnh này, sông Hương núi Ngự, Trường Tiền, Đập Ba, Đập Đá, sông Nhĩ, tình cầu đường Đáng Làm, và những ngôi nhà bị giải tỏa, được giải tỏa đi nơi khác để làm công trình quốc phố đi bộ. Khách sạn Hương Giang là công trình kiến trúc của Pháp chứ không phải là kiến trúc của Pháp để lại em à. Có lần em đi ghi hình em có nói nhầm, em nói đâu xây dựng vào 1960 là thì nhưng mà cái kiến trúc là của Pháp đó. Em cứ nhầm tưởng là kiến trúc của Pháp thời đó để lại, giống như những cái công trình khách sạn bên kia, khách sạn Moran em giá rái anh thầy thường đó nó nằm trong cái chùa vậy. Những ngôi nhà của Pháp họ ra anh phải ai tiếng đường lên lời sau mưa này, tối đi là tối chủ nhật cấp lạc nữa là đến đây thầy chặn đường làm phố đi bộ, không biết trong mưa vừa tối hay không. Cho nếu mưa thì phố đi bộ hoạt động không hiệu quả cho Tony ni, nhưng mà đêm trước em như cũng được như vậy cái đêm không hoạt động được vì mưa. Mưa sấm sét thì chắc là chiều rồi. Vào đây là có bến thuyền du lịch Toa Khâm để xem coi bà con đi du lịch cảm phá thuyền như thế nào. Bây giờ thì thuyền chắc đang đầu chẳng chưa có thuyền lấn đến ra sông đó. Hiện tại cũng đang chưa biết còn mưa hay không mà. Quan cảnh với chạm đường như người ta đi cầu đi đồn đánh đục ghế. Em cũng lên một vòng này. Ồ, yên tĩnh ghê chứ, đi xuống khi mà không nghe tiếng mẹ nổ nữa thì nghe rất là yên tĩnh lắm. Không gian nhìn ngậm qua công hẹn, ngậm qua gia hội qua Đông Ba. Chào buổi chiều có cả không mà tập trung câu ghế chứ. Chắc mưa xong là cả nhiều lắm. Bộ nắm cân thủ luôn. Để em người lợn gì đi câu cả. Bầu trời đang còn nè, âm âm của tiếng sét nè, sấm sét đó mọi người. Đó. Lúc này thì trên đường phố đi bộ khá là vắng, nhưng mà cảnh rất là đẹp luôn. Không có hoàng hôn thôi, nhưng mà nó le lói trong đậm mấy xa xa. Nhìn cũng ẩn hiện cái chi đỏ trong mây trời. Bên kia chợ Đông Ba, công trình siêu thị, cầu Trường Tiền. Đây thì có nhà hàng nội Sông Hương. Đó, và hai bên là những chiếc thuyền đang neo đầu đợi khách á, chở khách đi London, Sông Hương nghe ca Huế. Nước mưa chạy từ công viên ra này, sợ chưa được nhiều chưa. Vừa mới mưa mới tắn á, tiện đồng hồ chứ con mưa mà
lỡ mà kéo dài nó biệt răng. Bên kia có một chiếc thuyền chỉ của thủy văn, thuyền cứu hộ chỉ người ta đầu bên đó hè, kiểm tra cái chỉ đó trên sông. Đó, con sầm sét đó, con tiếng sầm sét xá đó. Dạ không, đang đi, đang quay, quay thuyền. Sông hơn núi ngư, thuyền trôi lững lờ. Chả nhà hàng người ta đang làm đầu bếp đang làm món cho khách đó. Cái nhà hàng buổi chiều chưa, khi chưa tối này bà con có thể thăm như vậy nè, đẹp chưa, đẹp một kiểu khác. Còn về đêm thì nó sáng lên bởi những cái đèn led lung linh kiểu khác đó. Nhà hàng nội nó nổi theo mực nước, làm rất là hay luôn, kiến trúc hay lắm. Được lên thì thuyền lên giống như chiếc thuyền đó, dạ, cái nhà hàng đó, nhà hàng nội sông Hương, một con trình là thú vị lý tưởng trên sông Hương Huế, không biết hiện hữu từ năm nào. Đó là về chiều nay có cảnh em đưa bà con thăm được thêm thời tiết Huế chiều hôm nay sau cơn mưa. Ngày hôm nay cũng là ngày 10 tháng 9 năm 2023. Dạ, vậy những cái con hình ảnh như vậy bà con biết thêm để chiều nay. Dạ. Quang cảnh sông Hương, đời sống bà con trên đường phố. Rồi em tạm dừng video nha mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới của Yên Vui đăng tải về Huế. Dạ. Yên Vui xin chân thành cảm ơn và luôn chúc tất cả bà con mình luôn dồi dào sức khỏe, bình an. Dạ, em xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Cái gì mà tại nhiều thế, trại rất lớn, xoay đang con trại này. Thank you.